Xin chào, nhà ở xã hội được biết đến là dự án dành cho người có thu nhập thấp. Thế nhưng không phải ai cũng có cơ hội để mua dạng nhà này. Thậm chí gần đây các báo chí đưa tin rằng có những người dân lao động nghèo vẫn phải chi số tiền lớn để lo tay cho môi giới thì mới mong mua được nhà. Vậy câu chuyện thực tế ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Mới đây nhất tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2023, Sở Xây dựng đã thông báo sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê mua dự án nhà ở xã hội Trung Văn. Giá được công bố là 19,5 triệu đồng trên 1m2, đã bao gồm thuế và giá trị gia tăng. Để có thể sở hữu căn hộ chung cư có diện tích 70m2 thì người dân phải bỏ số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng. Đây là mức giá nhà ở xã hội được phê duyệt cao nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Nhưng mặc dù vậy, dự án này vẫn có lượng hồ sơ nộp rất đông. Thậm chí có người xếp hàng đến 2 ngày vẫn chưa nộp được hồ sơ. Có người phải chấp nhận ăn ngủ luôn tại chỗ mà vẫn không đến lượt. Ngán ngẩm nói, thời đại 4.0 mà cứ ngỡ như là 0.4, hồ sơ xếp hàng hơn thời bao cấp. Anh Sơn ở Hà Nội cho biết anh thực sự choáng ngợp khi biết đã có hàng nghìn hồ sơ nộp. Anh nói, chờ đợi suốt 3 năm mới có một dự án nhà ở xã hội để nộp hồ sơ. Dự án chỉ có hơn 200 căn mà số hồ sơ lên tới hàng nghìn. Với tỷ lệ chọi lớn như vậy, nhiều người sẽ không được chọn, trong khi không biết bao giờ Hà Nội lại mới có dự án tiếp được mở bán. Từ sức nóng về nhu cầu mua nhà ở xã hội, nên trên thị trường đã xuất hiện nhiều thông tin giao bán suất mua hay nhận tư vấn, làm dịch vụ để có suất mua căn hộ. Không khó để tìm thấy tại một số nhóm trên mạng xã hội, nhiều môi giới quảng cáo có suất ngoại giao tại dự án nhà ở xã hội Trung Văn với mức chênh lệch lên tới vài trăm triệu đồng một căn. Thậm chí khi dự án này chưa đủ điều kiện bán thì mạng xã hội đã tràn lan các thông tin là nhận hồ sơ rồi tư vấn mua nhà kèm theo rất nhiều ưu đãi. Theo lời của nhân viên môi giới tư vấn thì nếu người mua tự nộp hồ sơ mua nhà sẽ có tỷ lệ thành công là hên xui. Tuy nhiên chỉ cần thêm vài trăm triệu phí lo tay thì kể cả người có thu nhập cao và hộ khẩu ở thành phố thì cũng vẫn cứ mua được nhà ở xã hội. Theo một số môi giới, khách hàng sẽ có hai lựa chọn. Một là làm theo quy định bình thường, nộp hồ sơ và chờ bốc thăm, hên xui thì mua được nhà, còn không hên thì thôi. Hoặc hai là khách hàng sẽ trả tiền chênh lệch từ 250 đến 350 triệu đồng một căn thì họ sẽ được mua suất ngoại giao, được chọn tầng, được chọn căn hộ. Phía môi giới sẽ hướng dẫn người mua làm thủ tục, nộp hồ sơ và đảm bảo mua được nhà. Một môi giới nói rằng, tính ra thì giá trị một căn hộ nhà ở xã hội 70m2 tại dự án Trung Văn đã cộng thêm cả tiền lót tay thì khoảng 1,7 tỷ đồng vẫn còn quá rẻ so với giá nhà chung cư bình dân hay các khu tái định cư hiện nay. Mức trên này còn dự báo sẽ tăng cao hơn nữa khi số người nộp hồ sơ ngày càng nhiều. Người môi giới này còn dẫn chứng thêm, đơn cử như căn hộ khu đô thị mới Trung Văn ngay cạnh dự án nhà ở xã hội đang được mở bán. Dù đã đi vào sử dụng gần 20 năm, nhà 11-12 tầng, không có tầng hầm, chất lượng nhà đã xuống cấp, nhưng giá chuyển nhượng vẫn khoảng 30 triệu đồng 1m2. Vậy cái nhà 70m2 thì giá đã lên tới 2,1 tỷ đồng dù là nhà cũ 20 năm. Hay dự án tái định cư Nam Trung Yên cũng sử dụng được đến 4-5 năm nay nhưng giá bán hiện tại đã ở mức 45 đến 48 triệu đồng 1m2. Hay tại Hà Nội, chung cư IEC là một dự án nhà ở xã hội. Thế nhưng ngay từ giá bán ban đầu, dự án này đã không còn đúng với danh nghĩa là nhà ở xã hội. Cách đây 2 năm, Bộ Xây dựng vẫn còn công bố thông tin giá căn hộ của chung cư này là 15,8 triệu đồng 1m2. Tuy nhiên, hiện mức giá đã bị đẩy lên thành 25 triệu đồng 1m2. Một môi giới khác cho biết, giá gốc của căn hộ chung cư này khoảng 17 đến 19 triệu đồng 1m2. Tuy nhiên, phí lót tay tại đây lên tới 300 đến 350 triệu đồng. Thậm chí nhân viên môi giới này còn khẳng định, sàn giao dịch mà anh làm việc đã giúp nhiều người có chức vụ cao và thu nhập tốt mua nhà ở xã hội một cách đầu xuôi đuôi lọt. Đáng chú ý là nhà nước đã tính trước điều này nên đã ban hành quy định trong luật nhà ở năm 2014 rằng người mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà trong thời gian tối thiểu 5 năm. Điều đó sẽ khiến những căn nhà ở xã hội không được mua đi bán lại, đẩy giá nhằm trục lợi. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lách được luật, các căn hộ vẫn được bán khi mới sử dụng có 2 năm. Môi giới còn cho biết khách hàng không cần thuộc đối tượng quy định vẫn có thể mua được căn hộ, kể cả thời hạn chưa đến 5 năm. Đây là điều hoàn toàn đi ngược với quy định trong luật 2014. Nhận định về tình trạng môi giới lót tay, giáo sư Đặng Hùng Võ Nguyên là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói, vấn đề lao động nghèo phải chịu lót tay là thiếu nhân văn.
Việc mua bán nhà ở xã hội không thể để các chủ đầu tư và các sàn tự quyết với nhau, mà chính quyền ở địa phương phải giữ vai trò quyết định lớn nhất. Trường hợp chủ đầu tư nhà ở xã hội không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của người dân mà yêu cầu phải thông qua các sàn giao dịch bất động sản, thì người dân cứ đến trực tiếp cơ quan nhà nước, cụ thể ở đây là Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố để được hỗ trợ giải quyết. Bên cạnh đó, trước những thông tin chào bán nhà ở xã hội không đúng quy định để trục lợi, thì lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Sở đã có văn bản nghiêm cấm các tổ chức cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền đặt cọc sai quy định. Mọi hành vi gian dối kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội khi được phát giác sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Hy vọng rằng sau khi có những bài báo này được đăng lên, nhà nước sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn việc mua bán nhà ở xã hội để người lao động thu nhập thấp cũng có cơ hội mua nhà. Chứ lương 7 triệu, 10 triệu mà mua cái nhà ở xã hội nó đã 1,5 tỷ, 2 tỷ thì mấy đời mới mua nổi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.